Cô xin chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau trong tiết địa lý ngày hôm nay nữa rồi. Tiết học hôm trước các em đã tìm hiểu một số nước láng giềng của Việt Nam như là Trung Quốc nè, Lào, Campuchia. Bây giờ cô sẽ hỏi lại một số câu hỏi xem các em có nhớ bài không nhé. Đầu tiên, các em hãy nêu đặc điểm tự nhiên của nước Lào cho cô nào. À, các em hãy chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu tiên nhé. À, Lào là một quốc gia không giáp biển. Địa hình chủ yếu là đồi núi và cao nguyên. Vậy từ xưa người dân Trung Quốc đã sinh sống trên các đồng bằng châu Thổ ở miền nào? À, từ xưa người dân Trung Quốc đã sinh sống trên các đồng bằng châu Thổ ở miền Đông. Vậy em hãy kể cho cô một số mặt hàng sản phẩm của nước Campuchia mà em biết nào? À, Campuchia sản xuất chủ yếu là lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt và cá nước ngọt. Các em nhớ bài rất là tốt. Cô có một hộp quà dành tặng cho các em. Các em có thích không nào? Chúng ta cùng nhau mở quà nhé. Wow, đây là những công trình kiến trúc nổi tiếng. Cô đố các em, những công trình kiến trúc nổi tiếng này nằm ở khu vực nào? À, các em có thể dễ dàng nhận biết được đó chính là châu Âu đúng không nào? Vậy các em có muốn khám phá châu Âu cùng cô ngày hôm nay không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vị trí địa lý giới hạn, đặc điểm tự nhiên, dân cư và kinh tế ở châu Âu qua bài học ngày hôm nay các em nhé. Bài 20 Châu Âu. Các em cùng mở sách giáo khoa trang 109 học bài với cô nào. Nếu như các em học xong bài học ngày hôm nay, các em sẽ nắm được những nội dung chính như sau. Các em nhận biết, mô tả được vị trí địa lý giới hạn của châu Âu. Các em nhìn vào lục đồ, có thể kể cho cô một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn của châu Âu. Các em biết được địa hình, khí hậu của châu Âu như thế nào và đặc điểm quang cảnh thiên nhiên của châu Âu. Và cuối cùng, các em nhận biết được đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế chủ yếu của người châu Âu các em nhé. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em ba hoạt động chính như sau. Hoạt động 1, chúng ta sẽ đi tìm hiểu vị trí địa lý và giới hạn của châu Âu. Hoạt động 2, các em sẽ biết được đặc điểm tự nhiên của châu Âu. Và cuối cùng, các em sẽ tìm hiểu dân cư và hoạt động kinh tế của châu Âu nhé. Chúng ta đã sẵn sàng và hoạt động đầu tiên chưa nào? Các em cùng quan sát trên lục đồ. Đây chính là lục đồ châu lục và đại dương. Các châu lục và đại dương của chị. Châu lục và đại dương trên thế giới. Vậy bạn nào có thể nhìn thấy cho cô biết châu Âu nằm ở vị trí nào trên bản đồ? À, các em có thể thấy khu vực được tô màu hồng ở đây chính là châu Âu nè. Vậy châu Âu nằm ở bán cầu nào? Châu Âu nằm ở bán cầu Bắc. Vậy thì châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào? Chúng ta cùng quan sát các em nhé. Các em có thể thấy châu Âu là khu vực được tô màu hồng ở đây và châu Âu tiếp giáp với châu Á và nằm ở phía tây của châu Á. Phía bắc của châu Âu thì các em có thể thấy là giáp Bắc Băng Dương, phía tây giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp Địa Trung Hải và phía đông và đông nam giáp châu Á. Một bạn nhắc lại giúp cô nào. Vậy cô có kết luận như sau: châu Âu nằm ở phía tây châu Á, có ba mặt giáp biển và đại dương. Các em nhắc lại giúp cô nào. Các em tiếp tục quan sát và số liệu và diện tích của các châu lục trên thế giới nhé. Vậy hãy so sánh diện tích châu Âu và châu Á giúp cô nào. À, chúng ta phải dễ dàng nhận thấy được là châu Âu có diện tích là 10 triệu km vuông, chiếm bằng khoảng 1 phần 4 diện tích của châu Á đó các em. Vậy thì bạn nào hãy nói cho cô vị trí địa lý giới hạn của châu Âu như thế nào? À, châu Âu nằm ở phía tây châu Á, có ba mặt giáp biển và đại dương. Châu Âu có vị trí rất là nhỏ. Vị trí của châu Âu gắn liền với châu Á và tạo thành lục địa châu Âu. Cô mời các em nhắc lại nào. Với vị trí địa lý và giới hạn như vậy, thì đặc điểm tự nhiên của châu Âu có gì nổi bật? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua hoạt động thứ hai nhé các em. Hoạt động 2 của cô là đặc điểm tự nhiên của châu Âu. Đây là lục đồ về đặc điểm tự nhiên của châu Âu. Vậy các em cùng quan sát lục đồ, bấm dừng video ha. Và các em hãy đọc tên các đồng bằng, dãy núi và sông lớn của châu Âu. Rồi cho cô biết những đồng bằng, dãy núi, sông lớn đó nằm ở vị trí nào. Các em nhớ bấm dừng video và hãy ghi câu trả lời của mình vào phiếu câu hỏi trên trang web của nhà trường nhé. Rồi, cô mời các em. À, sau khi quan sát trên lục đồ, bây giờ cô sẽ cùng
và dẫn cho các em tìm các đồng bằng, dãy núi và sông lớn của châu Âu các em nhé. Các em cùng quan sát với cô nào. Các em có thể thấy phần tô màu xanh lá ở đây chính là đồng bằng của châu Âu đó các em. Và đồng bằng chiếm 2 phần 3 diện tích của châu Âu, trải từ Tây sang Đông, gồm các đồng bằng lớn như là đồng bằng Tây Âu nè, đồng bằng Trung Âu, đồng bằng Đông Âu. Vậy thì các dãy núi thì như thế nào? Các em cùng quan sát nhé. 1 phần 3 diện tích của châu Âu là các đồi núi và có nhiều dãy núi cao như là dãy Alps, dãy Scandinavia, dãy Cáp Bát, dãy Cáp Ca và dãy Uran. Và các em có biết không, dãy Uran chính là ranh giới phân chia khu vực châu Á và châu Âu đó các em. Và phần lớn các dãy núi cao thường tập trung ở phía Nam. Các em quan sát được đồi núi nữa nhé. Như các em đã biết ở hoạt động 1 thì phần Bắc của châu Âu giáp Bắc Băng Dương, và do ảnh hưởng của Bắc Băng Dương nên châu Âu chủ yếu nằm trong đới khí hậu ôn hòa, và chỉ có phía Nam do các dãy núi cao nên phần ảnh hưởng của biển không lấn sâu đất liền, thì phía Nam tương đối ấm áp các em. Vậy thì thiên nhiên ở châu Âu có gì đặc biệt? Các em cùng quan sát nhé. Châu Âu có hai loại rừng cây, đó là rừng cây lá rộng và rừng cây lá kim. Các em có biết không, rừng cây lá rộng ở Tây Âu thì mùa thu các em có thể thấy là mùa thu lá nhuộm vàng cả cánh rừng. Mùa đông thì sao nhỉ? Mùa đông phủ tuyết trắng, chỉ trừ dải đất phía Nam ấm áp thôi nhé. Và đây chính là rừng cây lá rộng, các em thấy đẹp không nào? Mùa thu lá cây sẽ chuyển màu, cánh rừng sẽ chuyển thành màu đỏ và màu vàng rất là đẹp. Và đây cô có bốn cảnh thiên nhiên ở châu Âu. Vậy cô đố các em những cảnh này được chụp ở nơi nào của châu Âu? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên các em có biết không, dãy núi cao Alps của bán đảo Scandinavia nằm ở vùng, và những vùng núi này thì tuyết phủ quanh năm, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 1 độ C. Đây chính là đồng bằng màu mỡ Trung Âu và chính là vùng rừng lá kim đó các em. Đây chính là Fjord của bán đảo Scandinavia. Và đây là rừng lá kim đồng bằng Đông Âu. Các em có biết không, rừng lá kim là những là rừng cây nhọn hình kim xanh quanh năm, trong họ tùng, sam và thông. Vậy từ những hiểu biết của mình và cô hướng dẫn thì các bạn có thể trả lời cho cô đặc điểm tự nhiên của châu Âu là gì? Châu Âu có địa hình là đồng bằng nằm trong đới khí hậu ôn hòa, và châu Âu có hai loại rừng chính chủ yếu là rừng lá kim và rừng lá rộng. Rừng cây lá kim tập trung ở vùng phía Bắc và trên các sườn núi cao. Rừng cây lá rộng có nhiều ở Tây Âu. Vậy thì từ những đặc điểm tự nhiên như vậy thì dân cư và kinh tế châu Âu như thế nào? Chúng ta cùng quan sát và theo dõi hoạt động số 3 các em nhé. Đây chính là hình ảnh rất là quen thuộc đúng không nào, về người dân châu Âu. Vậy các em có biết không, người dân châu Âu có đặc điểm gì nào? Người dân châu Âu da trắng nè, mũi cao, tóc vàng hoặc nâu, mắt thường màu xanh hoặc nâu. Phần lớn dân cư châu Âu sống trong các thành phố phân bố khá đều trên lãnh thổ châu Âu. Các em cùng quan sát bảng số liệu về dân cư các châu lục với cô nhé. Các em hãy so sánh dân cư châu Âu với châu Á như thế nào? Nhìn vào bảng số liệu chúng ta có thể nhận biết được châu Âu có số dân là 732 triệu người. Theo thống kê năm 2004 thì số dân châu Âu đứng thứ tư trên thế giới và bằng khoảng 1 phần 5 số dân châu Á các em nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các em có thể dễ dàng so sánh được đặc điểm của người dân châu Âu và người dân châu Á các em nhé. Vậy thì hoạt động kinh tế của châu Âu như thế nào các em? Các em biết không, châu Âu có rất nhiều nước có nền kinh tế phát triển và họ liên kết với nhau để sản xuất và buôn bán ra nhiều loại hàng hóa rất là hiện đại. Chúng ta có thể quan sát nhé. Đây là hoạt động thu hoạch lúa mì, nhà máy hóa chất sử dụng rất nhiều công nghệ thiết bị hiện đại các em nè. Và đây chính là khu công nghiệp. Đây là sơ chế cá trên tàu. Các em có thể thấy là ở châu Âu thì họ thay thế toàn bộ công nhân lao động
bằng những trang thiết bị túi thân có độ chính xác rất là cao. Và ở châu Âu nổi tiếng là sản xuất ô tô này, máy bay, các thiết bị, và họ sản xuất trong khu công nghiệp rất là hiện đại các em. Vậy thì cô có kết luận như sau: dân cư của châu Âu đa số là người da trắng, và châu Âu thì có nhiều nước có nền kinh tế rất là phát triển. Cô mời một bạn nhắc lại giúp cô nào. Các em có biết châu Âu có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đó là những điều kiện gì không? Cô sẽ giúp các em tìm hiểu nhé. Thứ nhất là châu Âu có thiên nhiên thuận lợi nè, khí hậu ôn hòa, đất đai rất là màu mỡ, và người dân có trình độ khoa học kỹ thuật rất là cao. Và nhiều nước ở châu Âu thì liên kết với nhau để sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hóa, và từ nền kinh tế phát triển đó thì mức sống của người dân được nâng cao các em. Vậy qua bài học ngày hôm nay các em cần ghi nhớ điều gì nào? À, các em nhớ qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta phải nắm được châu Âu nằm ở phía tây châu Á, và châu Âu có khí hậu ôn hòa, đa số dân cư châu Âu là người da trắng, và châu Âu có nhiều nước có nền kinh tế phát triển. Một bạn nhắc lại giúp cô nào. Sau khi học bài ngày hôm nay, các em nhớ xem lại kiến thức bài học và xem trước bài 21 một số nước ở châu Âu các em nhé. Bây giờ các em hãy cùng nhau thực hành thói quen nhất của nhà trường và ghi nhớ những kiến thức đã học trong phiếu câu hỏi nè, phiếu bài tập, và sau đó chúng ta sẽ gửi cho cô cùng sửa bài với các em nhé. Nếu như có gì thắc mắc các em cứ mạnh dạn hỏi cô. Cô chúc các em học tốt, ngoan ngoãn, nghe lời ông bà cha mẹ và có một buổi học thật là tốt nhé. Cô chào các em.